chào mừng các bạn quay trở lại channel bé nhỏ của tớ, channel Hương Wish. Hôm nay sẽ mời các bạn cùng tớ đi mua sắm đồ Tết mọi người ạ. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ chỉ mua những cái món đồ mà có màu đỏ hồng để có không khí rất là Tết. Mua đồ ăn, đồ gia dụng hoặc đồ make up trang điểm. Nói chung là những cái gì mà mình thấy đập vào mắt mà nó hợp chủ đề. Và quan trọng là phải rẻ nữa mọi người. Không khí Tết đang cận kề rồi. Và cùng mình đi siêu thị nhé. Về rồi đây. Và đây là cái view hóa đơn khá là dài. Thật ra thì không chỉ là một bịch này đâu, mà còn có một hai bịch nữa. Nhưng mà bịch kia là rau nè, và với cả thịt bò. Thật ra là tớ là một người rất là cuồng thịt bò. Một người kiểu thích ăn thịt bò ấy. Tớ mua rất là nhiều thịt bò, có đúng trong cái chủ đề ngày hôm nay. Đấy là nó đỏ, và kiểu Tết mà thì mua đồ ăn là đúng rồi. Không hiểu sao đợt này mình chỉ nghĩ đến chuyện ăn đi. Nhưng mà tại vì để vào ngăn đá tủ lạnh rồi, với cả thịt bò là phải chế biến đúng không? Thế nên là sẽ không sâu trong cái video này. Đây là những cái đồ khô. Cái này là một cái dạng được khuyến mãi theo kiểu một cái batch. Thì mua 2 tặng 1 là tặng cái nhỏ này. Lúc này tớ nhìn giá trên kệ tớ thấy nhanh quá, thấy là 30 mấy nghìn. Nhưng không biết là 30 mấy nghìn là một cái này hay là một cái này mình thông thường là mua một cái này là 30 mấy nghìn mới đúng. À đúng rồi, 33 nghìn một cái, là hai cái này là 66 nghìn. Thì cũng chưa phải hời lắm đâu, nhưng mà cái này đúng chủ đề nha mọi người. Tại vì tớ xài cái này để lau mặt, rửa mặt. Nói chung là cái loại này tớ thấy khuyến mại thì tớ mua thôi, còn bình thường thì tớ hay sử dụng loại khác. Rồi tiếp đến. Lúc đầu tính là sẽ mua đồ kiểu chăm sóc cơ thể, đồ làm đẹp, quần áo hay cái gì đấy. Nhưng mà vào siêu thị cái đúng cái mùa Tết này tớ nói các bạn, tớ bị lộng một cái việc ăn uống hay là gì. Ôi cái này thơm lắm nha. Cái này là táo nhật mọi người ạ. Tết mà, cái táo này rất là đẹp, dưỡng nuôi cơ thể. Táo này là set 3 quả rất là đẹp và to lắm, tớ sẽ bóc ra ăn thử. Cái này là táo Fuji Nhật hộp 3 trái. Cái này là đường Nhật, tớ nhớ cái này là 239.000 quả táo này. Cũng chưa phải là táo đắt xuất sắc đâu các bạn, đây chỉ là mức tầm đắt trung bình đấy. Đây là mì, thì cái mì này là cái mì cái dạng ít chất kéo, cái dạng mì mà ít calo các bạn. Còn có một cái dòng mì ngày xưa thỉnh thoảng ăn, đấy là cái mì mà không calo á. Đây, cái dòng mì này này. Đó. Rồi, có cái bịch này tôi mới là bất ngờ này. Cái này là bánh gạo nước của Orion. Cái này mà tớ thích ấy. Trời, nó to các bạn. Wow. 40.900 đồng. Ui. Không nghĩ là bánh gạo to như này mà rẻ như này luôn. Căn bản là cái bịch này rất là đẹp. Nhưng chuyển sang gì như đồ ăn người ta thôi. Nhưng mà ý là tại vì nó đẹp ấy. Đây, nếu mà nói đến chuyện đẹp thì không hiểu sao trong cả cái chỗ này chẳng mua cái gì về làm đẹp lắm, lại chỉ mua đây mua một cái sữa rửa mặt này và một cái tẩy trang. Cái tẩy trang này thì các bạn có thể cho qua đi, là nó không cùng cái này. Cái này là tại đính kèm thế rẻ đính kèm thôi, không tính nhỉ. Còn cái này là sữa rửa mặt mới, cái dòng này là dòng của Senka và Perfect Vip. Thật ra là tại vì tớ không mua mấy cái đồ khác, là tại vì tớ đi dạo dạo quanh siêu thị hầu như tất cả tớ đều đã có, là đã từng sử dụng rồi, với lại cũng kiểu chưa thấy cái gì mới để mà
và mà mình có nhã hứng để mua. Thì tao thấy em này đúng là hợp cái chủ đề ngày hôm nay là kiểu đỏ hồng. Thì cái này là cái dòng mới nên là lát tao sẽ thử luôn. Berry Bright thì cái dòng này là dòng làm trắng mới ra của Senka luôn. Đó, cái này là khoai tây vị than bò nướng lây, một quả aji ngon bột ngọt. Ôi, có không khí Tết chưa? Cái này mua về nấu canh. Cái này phục vụ của sự nghiệp xem phim, đồ ăn. Cái này rất là quen, rất là có không khí Tết đúng không các bạn? Này, nó lại hợp lý. Cái này là một cái nước uống gì đó, Coca thì uống bình thường, tôi ít khi uống Coca, nhưng mà thật ra thì thỉnh thoảng ăn một số món thời gian pizza hay là ăn gà rán thì uống Coca cũng ngon đúng không? Cái này là dòng không đường nha, nên uống cái lại ít calo một chút xíu thì nó lại tốt hơn. Với lại mua một cái này tinh tinh để thể hiện sự nữ công da trắng, thì cái này là cái dao mà để gọt vỏ kiểu như là bầu bí rồi những cái quả mà cần lột vỏ bên ngoài ấy. Ok, bây giờ thì đi nấu cơm với mọi người. Thật ra là lúc đầu định mua rất là nhiều đồ, nhưng cuối cùng mang về lại chả có cái gì được mấy, toàn mua đồ ăn. May mà vẫn tậu được cái sữa rửa mặt này mới để có cái review cho mọi người luôn. Lại mua được cái này hay ho xuất sắc rồi á. Táo đã gọt nè mọi người, rất là ngon và thơm luôn, thật là đáng tiền. Còn cái cam này tôi cũng mới mua, và rất mời mọi người. Lúc nãy là khá là vội nấu ăn này, xong ăn đồ ăn. Hôm nay kiểu hơi bị vui, kiểu đi mua đồ mà các bạn thấy cái không khí Tết đến gần đi, mọi thứ nó cũng tưng bừng. Xong rồi mua toàn những cái đồ đỏ, thật là sự là rất là vui mắt luôn. Xong rồi em tấm mải ngồi xem một cái bộ phim Boy Love của Nhật, My Beautiful Man. Xong rồi ăn hết sạch cái kẹo luôn. Bây giờ khá là muộn rồi thì mới tẩy trang, mà sự nhớ ra là hôm nay mình có mua một cái sữa rửa mặt mới. Đấy là cái dòng Berry Bright này mới của Senka, nên là bây giờ thử dùng luôn xem như nào. Với cả cũng đến lúc phải tẩy trang luôn rồi. Hôm nay thì tớ chỉ có make up xương xương nên là tẩy trang đơn giản. Thì cái dòng này lúc nãy mua lén, mặc dù nó không nằm trong cái nội dung của cái màu đỏ màu xanh. Căn bản đây là cái dòng tẩy trang Opium Water, nhưng mà dòng white mới, cho nên là mua luôn. Kiểu mua thì phải mua cả đôi, giống như kiểu mua sữa rửa mặt thì mua tẩy trang. Cái dòng tẩy trang này thì trước tớ cũng review rồi, tớ sẽ không cần phải nói lại nữa. Đây thì bạn phải nhắc các bạn là lưu ý là khi mà tẩy trang, cái chỗ nào các bạn lau rồi mà nó ra mặt rồi á, các bạn đừng có lau lại nữa. Tại vì khi mà mình lau cái này bẩn đúng không, trà một lần nữa nó cái chỗ bẩn nó cứ trà lại trên mặt mình á. Đó là tại sao mà tẩy trang cực kỳ kỹ luôn á. Mới dùng tẩy trang thôi thấy đã sạch rồi đấy. Và các bạn có thể để ý là những cái vết thâm mụn đứng trước mụn trên mặt tớ là còn rất là nhiều, hôm nay nó đã khỏi mụn và nó chỉ còn thâm không đó. Công cuộc dưỡng da chỉ mụn thì bây giờ đến rửa mặt này. Đầu tiên ý, mua cái sữa rửa mặt này như nói lúc nãy đấy là bởi vì em thì mới. Cái thứ hai là bởi vì nó hợp với cái tông màu trong cái topic ngày hôm nay. Cái thứ ba là tại vì rẻ cho nên là phải thử liền mọi người ạ. Với lại tớ thích những cái sản phẩm mà nó là chiết xuất từ dâu, từ cherry, từ các kiểu, và những cái quả mà mọng nước ấy, những cái quả mọng mọng ấy đó. Xong rồi trước khi mà mua lúc đấy tớ có Google search đang ở siêu thị, tớ có Google search qua cái này thì cái chất của nó khi mà tạo bọt lên nó sẽ khác, tại vì nó sẽ có cái tinh chất của dâu á, và cái mùi đó, cái mùi tớ thích lắm. Tớ không nghĩ là một cái dòng sữa rửa mặt gọi là giá tiền rất là rẻ luôn, chỉ khoảng 100 nghìn trên dưới tùy lúc sale và tùy chỗ mua, mà nó lại kiểu tớ thích cái mùi này lắm luôn ý. Lâu lắm rồi tớ mới ngửi một cái mùi sữa rửa mặt tớ thích như vậy. Bạn có thể thấy là này, có thể thấy cái hạt, cái hơi cái hạt như kiểu hạt dâu đỏ đỏ bên trong không đó, nó hơi chấm như này. Bạn đã lấy sữa rửa mặt ra, sau đấy là các bạn sẽ kiểu xoa đánh vào cái kiểu làn gì nè, nó hơi mất thời gian một tí thì nó cũng sẽ lên được bột dày. Tuy nhiên thì các bạn có thể sử dụng những cái bông, những cái mút tắm mà dành riêng cho mặt, chỉ sử dụng mặt thôi nha. Bạn lại lấy qua nước đi. Các bạn làm như
này, tạo bọt dày ấy mọi người. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy là những cái hạt mà nó chấm chấm đỏ giống như kiểu hạt dâu á. Đấy, bọt này khá hồ nhiều và dày. Dòng sữa rửa mặt này của Senkai này các bạn cũng đã biết rằng đấy là cái dòng mà sữa rửa mặt có bọt tơ tằm siêu dày và siêu mịn, tớ rất là thích. Chứa các hạt bọt siêu nhỏ giúp làm sạch sâu bụi bẩn và tế bào chết, sợi bã nhờn và kể cả bụi mịn PM 2.5 luôn ấy. Gì chứ cái thời tiết đợt này thì là cảnh báo ô nhiễm đấy mọi người. Với cả ngoài ra là em này có chứa tinh chất các loại quả mọng giúp lấy đi mụn đầu đen, đồng thời chống oxy hóa nên sẽ giúp da hồng hào hơn. Chưa hết nhé, với cả có cái thành phần là lõi tơ tằm và nhân hai hyaluronic acid tức là HA mọi người, cùng công nghệ dưỡng ẩm độc quyền từ Shiseido là tập đoàn lớn, tập đoàn mẹ của Senkai, sẽ giúp bảo vệ cái màng ẩm tự nhiên của da, cảm giác mình rửa xong da mềm mại dễ chịu hơn nhé. Các bạn có thể thấy rằng là cái bọt này nó khác với những cái bọt của sữa rửa mặt khác là nó còn có những cái hạt tinh chất của quả mọng nữa, kiểu đỏ đỏ lấm chấm mít mọi người. Nói chung là tớ khá thích là anh này từ công dụng đến cái mùi hương, kết cấu và bạn nào da nhạy cảm có thể tham khảo. Lại nghe tiếng chấm vỗ bọt tanh 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 qua mắt không? Rửa mặt xong rồi rất là phê, và nó phê hơn cả là bởi vì có một cái mùi thoang thoảng, cái mùi dâu thoang thoảng rất là nhẹ, tôi rất là thích cái mùi này. Và sau rất là nhiều cải tiến rồi, tại vì thành phần cũng thay đổi cho nên là cái dòng sữa rửa mặt này sau khi mà rửa xong ấy, cái dòng Perfect Whip này nó đặc biệt không gây cái cảm giác khô da gì hết này. Nó kiểu, ví dụ kiểu như lau chấm hết nước ấy, nó không có cái cảm giác căng kít hay gì cả. Đây là một cốc coffee tiện rồi mọi người. Và đây cũng là một cái dòng sữa rửa mặt mà rất là phù hợp với các bạn học sinh sinh viên, với đại đa phần mọi người. Và với cả như khoảng vài năm trước khi mà dòng Perfect Whip này mới về Việt Nam, với thời đấy là còn chưa official store ở Việt Nam, chưa có bán rộng rãi như bây giờ, thì đã làm mưa làm gió vào khoảng những năm 2012, 2013, 2014. Với cả thì Senka vẫn cam kết rằng là không có cồn, không dầu khoáng, không chất bảo quản, không chứa thành phần gây kích thích lỗ chân lông, không dầu khoáng, không paraben các mọi người. Đấy, nên là cũng rất yên tâm. Bây giờ tôi quyết định ra xem phim tiếp. Tại tâm hồn vẫn đang còn màu hồng. Hôm nay là cả một cái tâm hồn hồng hồng đỏ đỏ. Các bạn đã xem Beautiful Man đi nhá, hashtag Beautiful Man. Tôi sẽ để cái ảnh nhẹ nhàng đây. Ok, tại vì tự nhiên thế nào tự ví dụ nhá, đây Nhật Bản này mọi người, xong mình cũng xem phim Nhật. Nói chung là mình rất yêu Nhật Bản thì ok, và nói chung là cái video này nó mang một cái không khí là Tết rồi, nó cũng vui. Với cả những ngày gần đây thì mọi người chúng ta ra siêu thị, ra trung tâm thương mại hay là đi cửa hàng mua đồ ấy, thì không khí Tết nó đã vui lắm rồi, Sài Gòn rất là vui. Nhưng mọi người đừng quên đeo khẩu trang và cả khai báo y tế đầy đủ, cũng như là ai đã tiêm vaccine rồi thì chúng ta cố gắng hoạt động bình thường. Ok, và bây giờ thì tớ sẽ tiếp tục cái phim và bye bye mọi người. Đừng quên mở cái phần mô tả ra để xem những cái thông tin cần thiết cho ngày hôm nay hoặc những cái sản phẩm mà tớ đã đặt ở phía dưới, cũng như là cái trang fanpage Instagram của tớ, và nhấn like subscribe cho mấy nhỏ này để nghe một triệu sắp. Và chúc các bạn trong những ngày Tết gần Tết cận Tết sẽ luôn vui, khỏe mạnh và ăn một cái Tết vui vẻ nhé. Bye bye.